Mau gửi thức ăn lên đi, đừng trì hoãn thời gian mọi người. Em biết rồi, thưa thầy giáo. Hai cái đứa này chậm chạp thế hả? Khách của tôi đang chờ đợi hết rồi, nhanh chóng gửi đồ ăn ngon lên đây. Xin lỗi đã để phải đợi, hai cái thằng này tí tôi sẽ xử lý bọn chúng sau. Mọi người hãy ăn đi, đừng quan tâm đến chúng. Đến ban đêm thì các người sẽ biết tay. Oh my god, thật là sảng khoái. Lát nữa phải đi thưởng cho chúng một bữa roi mây. Mục tiêu đã xuất hiện, cả hai bạn đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng. Đi thôi, dám bắn tôi trước mặt mọi người, cô này thì mày xong rồi. Này, tôi đang đi tè, đừng có làm phiền tôi. Xuống địa ngục đi. Vãi trưởng, các người không biết ta là thợ săn sao? Trước khi chết thì ta cũng phải kéo theo một người nữa. Vãi trưởng hắn có súng. Đáng ghét, đừng có chạy. Cũng may là tôi chạy nhanh, chứ không là xong đời rồi. Thời gian đã trôi qua lâu rồi, ra xem tình hình thế nào. Thật tội nghiệp, tôi đã hứa sẽ đưa anh ấy ra khỏi đây mà. Tất cả đều là lỗi của con chó cậu vàng này. Tôi sẽ lấy súng của hắn. Phải xử lý sớm, tránh để bị phát hiện. Tôi thấy cái giếng này rất tốt, có thể ngăn cho nó bốc mùi vài hôm. Được rồi, trời cũng sắp sáng, mau rời đi thôi. Sáng hôm sau, một tin buồn là cậu vàng và anh chàng gốc kia đã mất tích. Nói với mọi người, tôi là nhà tiên tri. Tối qua tôi đã tìm ra ai là người sói. Tiểu Bạch, chính anh ta là người sát hại cậu vàng. Và một người nữa chính là ông thầy giáo bên cạnh. Ngươi đừng có mà nói nhảm. Hắn là thợ săn giả mạo. Tôi sai rồi, tôi không phải là nhà tiên tri đâu. Tôi chỉ là đang nói bừa, để mà xác nhận danh tính thôi. Mọi người cũng thấy rồi đấy, anh ta là thợ săn mà. Đừng có động vào tôi không tiếc một viên kẹo đồng đâu. Biết rồi mà vẫn còn cố vu oan cho... Không phải việc của anh. Thực ra tôi là một phù thủy, không phải nhà tiên tri. Nếu đã như vậy thì mau giúp cô Di sống lại đi. Ai là phù thủy thì mau đứng ra cứu người đi. Còn tôi là thợ săn, tôi nhất định sẽ tìm ra ma sói đã hại cậu vàng. Vậy anh có tìm thấy gì không? Không, nhưng tôi cảm thấy lão vương này lén lút rất khả nghi. Đúng vậy, tôi cũng thấy mặt của lão vương này rất xấu. Đúng đúng. Nhìn mặt của lão là tôi đã thấy giống ma sói rồi. Không phải chứ, lão vương ta đã trêu chọc các người sao? Các người đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Trước hết, tôi không phải ma sói. Thứ hai là các người không có bằng chứng, cứ ở đây đoán bừa thân phận của tôi. Chuyện này nó quá là vô lý, đại nghịch bất đạo. Tôi sẽ gọi cho luật sư của tôi đến. Anh không có danh tính thì mặc định anh là ma sói hoặc là người tốt. Và điều quan trọng là anh nói chả chứng minh cái gì. Bỏ phiếu đi. Lão vương này là người tốt, nhưng tôi sớm đã thấy ngứa mắt rồi. Kết quả bỏ phiếu dường như đã rõ, lão vương này khó mà sống sót. Đừng mà, tôi thật sự là người tốt. Đừng bỏ phiếu bừa bãi. Cho thêm một phiếu. Kết quả bỏ phiếu đã có, lão vương bị loại. Lão vương, người đã bị loại rồi. Mau đi theo ta, ta sẽ tiễn người đi một đoạn đường cuối cùng. Hãy đối xử tốt với tôi là người tốt mà. Tôi tưởng là được về nhà chứ, tại sao lại đưa tôi đến chuồng lợn? Đừng nói nhảm nữa, đây chính là nhà của ngươi. Đừng mà. Ngươi đã quên là trước kia đã đối xử với ta thế nào sao? Thằng nhóc, cậu làm bù nhìn thật sự rất thích hợp. Giờ thì đến lượt ngươi, trông cũng khá đẹp đấy. Trời cũng sắp tối rồi, đêm nay xem ai là kẻ xấu số nào. Nước ở đây tắm đúng là thích quá, đã 7 ngày rồi mình chưa được tắm. Là một cô gái, thật là xui xẻo cho cô rồi. Chúng ta nhất định phải chiến thắng trò chơi này. Được rồi, đi thôi. Này cô gái, có ai đi cùng với cô không? Không có ai hết. Vậy thì tốt, tôi sẽ tiễn cô lên thiên đàng. Không, cầu xin các anh, đừng mà. Kêu cứu cũng vô dụng thôi. Hai gã này nửa đêm nén nút, để tôi xem thân phận thực sự của họ là gì. Thầy giáo, hình như thầy bị phát hiện rồi. Là ai? Là nhà tiên tri. Nhanh lên, đừng để cho cô ta sống sót, mau đứng lại. Để em cho nó một viên kẹo đồng luôn đi. Đừng có nổ súng, nếu không thì cậu sẽ bị phát hiện. Xít thì bị lộ rồi, cũng may. Mau trốn lên núi đi. Đâu rồi, nhà tiên tri hắn chạy nhanh quá. Nếu không tìm thấy hắn, ngày mai tôi sẽ phải chết. Đừng sợ, em sẽ giúp thầy nói đỡ vài câu. Hả? Đợi bình minh, tôi phải nói cho mọi người biết con ma sói này. Thằng nhóc này còn nói mình thông minh. Cứ để tôi giả làm tiên tri đi. Đến lúc đó thật giả bọn họ cũng không phân biệt được. Nhưng đây chỉ là cách trì hoãn, sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ phiếu thôi. Sáng hôm sau, tôi có vài điều muốn nói. Mọi người hãy nghe tôi là nhà tiên tri. Tôi quyết định là không giấu nữa. Cô Di là người tôi kiểm tra vào ngày đầu tiên, hắn là người tốt. Nhưng đêm qua,
tôi đã tìm thấy người sói. Người sói chính là cô bé trùm áo đỏ. Đồ người sói. Sự mất tích của những người khác chắc chắn có liên quan tới cô ta. Mọi người cùng nhau bỏ phiếu cho hắn đi. Đó là hoạt động của tôi sau 2 ngày. Không đúng, thực ra tôi mới là nhà tiên tri. Ông thầy giáo này là ma sói mà tôi phát hiện tối hôm qua. Bây giờ lại giả mạo cả nhà tiên tri của tôi nữa. Ngày đầu tiên tôi kiểm tra là cô gái tóc hồng. Cô ta là người tốt. Và biết cô ấy chính là phù thủy. Tối qua tôi đã kiểm tra ông thầy giáo thì hắn là ma sói. Mọi người hãy bỏ phiếu cho hắn đi. Dừng lại một chút, bởi vì chúng tôi không thể biết ai trong hai người là thật và ai mới là giả mạo. Vậy ai là nhà tiên tri thực sự? Tôi mới là thật. Tôi mới là thật. Tôi biết là các tôi thầy giáo không này thể là giấu ma nữa. Sói. Đừng tin đừng cô tin ta. Hắn. Cô tôi ta chắc chắn hắn ta là ma sói. Thôi. Chính tin. Mắt tôi đã nhìn mọi thấy người mà. Phải tin tôi. Tôi mà nói tôi sai thì tôi sẽ không làm con mà. Người nữa. Mọi người bỏ phiếu hắn đi. Cô ta nói hãy tin tôi. Tất cả hãy mau im hết đi. Ông thầy giáo này bị điên rồi hả? Được rồi. Con ma sói này còn muốn hại tôi sao? Tôi không phải ma sói, tôi chính là thợ săn. Rõ ràng điều này là không thể. Tôi không có danh tính, tôi mà có thì tôi sẽ cho hắn biết hậu quả của việc mạo danh nhà tiên tri là như thế nào. Mau bỏ phiếu đi, đưa con ma sói này ra ngoài. Các người thật sự là đồ ngốc, không phân biệt đúng sai. Kết quả đã có, cô bé áo đỏ bị loại, cuối cùng cũng được về nhà. Trước khi rời đi thì ôn lại một chút kỷ niệm. Đây chính là nơi dành cho anh. Đây là nơi nào vậy chứ? Vào trong làm thức ăn cho zombie. Không, tôi không muốn bị zombie cắn đâu. Đừng nói nhảm nữa, hãy nghĩ về những gì ngươi đã làm với ta. Hãy cẩn thận, nếu không tôi sẽ cho zombie ăn thịt cậu. Đừng la hét nữa, chả ai cứu ngươi đâu. Trời sắp tối rồi, tôi phải về trước. Đừng mà, mau thả tôi ra. Thầy giáo, để làm cho thân phận tiên tri của thầy giống hơn. Được rồi, xong nhớ gọi phù thủy cứu tôi. Thầy giáo, đã xảy ra chuyện lớn rồi, chắc là ma sói đã làm chuyện này, tôi phải gọi phù thủy đến cứu thầy giáo. May quá, phù thủy cô mau cứu nhà tiên tri đi. Thầy giáo đã bị hại, nhưng tôi không nhìn rõ ma sói là ai. Thầy giáo chắc chắn đã nhìn ra con ma sói đó. Nhà tiên tri, mau tỉnh lại đi, ma sói là ai vậy chứ? Nhưng tôi không nhìn ra ma sói là ai. Kỳ lạ, vậy ai là người đã tấn công ông thầy giáo? Có người ở đó, xem hắn là thân phận gì. Ôi dồi ôi, cái cây to quá, đủ để cho tôi bán rất nhiều tiền. Thì ra anh ta là người tốt, nhưng làm sao mà gã này lại nén nút chặt cây vậy chứ? Sáng hôm sau. Nghe này, tôi đã kiểm tra danh tính một người tối qua, hắn là một người tốt. Đây, chính là anh chàng này. Bỏ quên tôi rồi sao? Thầy giáo, tối qua tôi đã bị ma sói hãm hại, may mà phù thủy đã cứu tôi. Các người đã bị lời của nhà tiên tri giả mạo này lừa gạt rồi. Phù thủy, cảm ơn. Tôi đã kiểm tra cô Di tối qua, bởi vì sợ là anh ta có đồng minh là sói. Nhưng sự thật là không phải, bây giờ cô Di là người tốt gấp đôi. Và tối qua tiên tri tôi đã bị hãm hại, suy ra cô ta là ma sói. Vậy thì đừng nói nhảm nữa, trực tiếp bỏ phiếu cho tiên tri giả mạo này đi. Hả? Mọi người đừng có tin hắn, hắn chính là ma sói. Tôi mới chính là tiên tri thật sự, hãy tin tôi có thể chứng minh mình là nhà tiên tri thật sự. Mọi người mau bỏ phiếu đi, đừng để nó vu oan. Bỏ phiếu loại con ma sói này đi. Các người phải tin tôi mới là nhà tiên tri thật sự. Thợ săn tôi là người đầu tiên đứng lên không tin cô. Kết quả bỏ phiếu đã có, cô gái tóc tím bị loại. Nữ thần mà tôi từng theo đuổi, bây giờ có kết cục thật bi thảm. Muốn sống hay chết, tôi là người quyết định. Nhưng hãy nghĩ về những gì mà cô đã làm với tôi trước kia. Tiểu Bạch, ngươi nói là ngươi muốn làm gì của ta? Nữ thần, tôi là con chó của bạn. Vậy số 2 tiếng nghe thử đi. Tiểu Bạch, mau nhặt xương về đây đi. Không nhặt thì đừng hòng chơi với tôi nữa. Bạn đúng thật là ngoan ngoãn. Tôi được nữ thần khen rồi sao? Giờ đến lượt cô, mau nằm xuống. Đừng mà, Tiểu Bạch, tôi cầu xin anh. Vậy tôi sẽ bắn cô. Được rồi. Đừng khóc nữa, buồn sẽ có nếp nhăn đấy. Nào, mau cười lên đi. Tôi vẫn chưa nghe nữ thần sủa bao giờ. Mau sủa 2 tiếng tôi nghe thử đi. Không được, phải quay vòng tròn thêm 3 vòng nữa. Đừng khóc nữa, mau bắt quả bóng này cho tôi. Như vậy tôi sẽ tha thứ cho cô. Tôi quên mất, đó không phải là quả bóng. Xin lỗi nữ thần, bây giờ vẫn còn rất nhiều người. Tôi sẽ chơi đùa với từng người một, trò chơi bắt đầu. Để tôi kiểm tra danh tính của người mà nhà tiên tri giả đã nói. Nếu hắn là ma sói, phù thủy cô hãy đầu độc hắn. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như anh là nhà tiên tri thật sự, thì tối nay ma sói sẽ hại anh. Hả?
Tôi phát hiện ra chính Tiểu Bạch là ma sói. Thì ra ngươi là ma sói, luôn ẩn lấp bên cạnh ta. Tôi là thợ săn mà. Phù Thủy, nhanh lên, mau đầu độc hắn đi, còn chờ gì nữa. Phù Thủy đừng có tin lời anh ta. Có hai nhà tiên tri, nhưng tôi không tin ai hết. Cậu mau rời đi đi, tôi sẽ xử lý ông thầy giáo. Thầy giáo, kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi. Thầy giáo, theo lý thuyết, tối nay ma sói sẽ không tha cho thầy đâu. Vì thế, nếu phù thủy bắt đầu nghi ngờ thầy, lúc đó thầy hãy quay sang bảo em là ma sói. Lúc đó thì không một ai có thể nghi ngờ danh tính của em nữa. Thầy biết rồi. Đây không phải là sân quang sao, anh ta đi đâu vậy chứ? Không được, hướng đó là hướng tôi giấu người mà. Ồ, đi hào. Đúng là không gì tuyệt vời bằng, tại sao lại có người ở đây chứ? Vãi trường, bị phát hiện rồi. Này, tại sao anh lại bị trói ở đây vậy chứ? Được rồi, đợi một chút tôi sẽ cứu anh ra ngoài. Vãi trường, cậu chính là ma sói. Nếu đã phát hiện ra rồi, thì không thể giữ hắn lại được nữa. Được rồi, cho đám zombie này ăn đi. Sáng hôm sau. Tối qua tôi đã đầu độc một nhà tiên tri, bởi vì anh ta rất đáng ngờ. Tôi đều không tin cả hai nhà tiên tri này. Tối hôm qua hắn còn nói là thợ săn là sói. Thật buồn cười. Tôi không dám nhận tôi là người tốt như lời tiên tri đã nói. Vậy chúng ta cứ dùng phương pháp loại trừ Dơ-dim trước đi. Dơ-dim anh còn lời chăn chối cuối cùng nào không? Cái thằng điên này, mau dừng lại đi. Tôi là người tốt mà. Mọi người mau bảo cái thằng điên này dừng lại đi. Rõ ràng tôi là người tốt mà. Đừng vu khống tôi. Mày có thể dừng cưa máy lại được không? Hả? Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu bỏ phiếu. Mọi người hãy nghe tôi. Bỏ phiếu cho thằng cầm cưa máy này. Cầm cưa máy cưa tôi. Chắc chắn hắn ta là ma sói. Mau bỏ phiếu cho hắn đi. Đừng nói nữa. Kết quả bỏ phiếu đã có. Dơ-dim bị loại. Được rồi. Hãy đưa tôi về nhà đi. Trò chơi này quá mệt mỏi. Yên tâm đi. Tôi chắc chắn sẽ đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là đâu vậy chứ? Cách quái gì thế này? Giúp tôi xây một người tuyết. Và tôi sẽ đưa anh về nhà. Được rồi. Nhưng người tuyết này di chuyển thế nào? Như vậy là anh sẽ không di chuyển được nữa. Trời cũng sắp tối rồi. Ai sẽ là người xấu số tiếp theo đây? Tôi đã nhiều ngày rồi chưa tắm. Tối nay nhất định phải tắm cho thật sạch. Mục tiêu xấu số tiếp theo đã xuất hiện. Xin chào, cô gái xinh đẹp. Ai vậy? Ai lại nhìn trộm tôi đang tắm mà? Là ma sói. Trời ơi, đừng có hại tôi mà. Xin anh đừng mà. Đừng có hại tôi. Vãi trường, nhìn thấy tôi rồi còn muốn chạy sao? Mau đứng lại. Đứng lại, mau đứng lại. Cứu tôi với, ma sói hắn đang đuổi theo phía sau tôi. Có ai không, mau cứu tôi. Còn trốn sao, xem cô chạy kiểu gì nữa. Đừng mà, tôi xin anh đừng bắn. Nhưng cô đã biết được thân phận thật sự của tôi rồi. Sáng hôm sau. Mọi người hãy nghe tôi, Tiểu Bạch là ma sói. Ma sói nào, tôi là thợ săn mà. Mới tối qua, tôi phát hiện ra anh ta chính là ma sói. Nghe thấy có tiếng kêu cứu. Ai đây? Là ma sói còn giả làm thợ săn để lừa tôi sao? Đúng thật là đáng ghét. Những người đã bị hại trước đó chính là hắn. Tôi nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá. Là Tiểu Bạch sao? Hắn đến đây rồi. Để ngăn người khác phát hiện ra cô gái này, hắn đã giấu cô gái trong người tuyết. Hóa ra Tiểu Bạch mới là ma sói thực sự. Ngày mai tôi nhất định phải vạch trần hắn. Đó là những gì tôi nhìn thấy. Mọi người bỏ phiếu đi. Đồ ma sói đáng ghét. Ta sẽ tự tay tiễn người lên đường. Dừng lại, ngươi bị bệnh sao? Anh ta bịa ra một câu chuyện mà mọi người tin hắn. Chắc chắn anh ta đang muốn hại tôi. Không có bằng chứng không thể nói bừa được. Có thể anh ta chính là ma sói, hại người xong đổ lỗi cho người khác. Đúng vậy, tôi thực sự là bị oan mà. Mau bỏ phiếu hắn đi, dám vu oan cho tôi. Gã này chắc chắn là ma sói. Mọi người phải tin tôi, tận mắt tôi đã nhìn thấy Tiểu Bạch là ma sói. Còn dám vu oan cho tôi nữa, còn dám vu oan cho tôi sẽ tặng anh một viên kẹo đồng. Hả? Kết quả đã có, da đen bị loại. Còn dám vu oan tôi. Mọi người đều bị hắn lừa rồi, tôi nói đều là sự thật. Đừng nói nhảm nữa, để tôi tiến ông xuống địa ngục đi. Đây là nơi nào vậy chứ, sao trông sợ thế? Anh đã quên rồi sao, ngày trước anh đã từng đưa tôi đến đây mà. Hả? Tôi phải ngồi vào cái ghế này sao? Tiểu Bạch, cậu thật là thông minh, cậu muốn làm cái gì vậy chứ? Anh sẽ biết ngay thôi. Trời sắp tối rồi, ai sẽ là người may mắn tiếp theo? Hả? Đây không phải là đốm Uchiha sao? Sao anh ta lại ở đây? Không phải là anh ta đã nghe lời của gã lúc sáng mà đến đây chứ? Đốm Uchiha, anh đang làm gì ở đây vậy hả? Đừng mà, cậu thật sự là ma sói sao?
đừng có bắn tôi. Điều này còn phải hỏi sao? Tôi chính là ma sói. Bên dưới là vách đá, anh thật sự dám nhảy xuống sao? Cái thằng này liều thật. Tôi phải kiểm tra xem anh ta có nói đúng không. Thật sự là người tuyết ở đây có ẩn giấu ai đó sao? Dám giấu cả người vào trong này. Cái quái gì vậy chứ? Là đen xì xì hắn. Vãi trường, có ai đó đã bắn tôi một cái. Ở trong nhà ngủ thì không chịu, thích chạy ra ngoài để bị ăn kẹo đồng sao? Mau đứng lại, đen xì xì hắn phát hiện bí mật của tôi rồi. Chắc chắn không thể để cho hắn sống. Nhưng vấn đề là anh ta chạy quá nhanh. Ngươi không phải là ác mộng của dân làng sao? Hôm nay sao lại bỏ chạy như thỏ đế vậy? Đáng ghét, hy vọng là hắn đừng thấy tôi. Tôi chưa có muốn chết.